Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam có khoảng 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, hơn 55% bệnh nhân hiện đã có biến chứng. Bệnh đang có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, lo ngại hơn là nhiều bệnh nhân dù biết mình mắc bệnh nhưng lại không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tin quảng cáo chữa dứt điểm bệnh, uống thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn tới không kiểm soát được đường huyết và mắc những biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Khoa cấp cứu Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân biến chứng nặng từ tuyến dưới chuyển lên hoặc bệnh nhân tự ý điều trị bệnh dẫn tới kiểm soát đường huyết không tốt, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, đối với những bệnh nhân đái tháo đường đã được chẩn đoán và điều trị nhưng tự ý bỏ thuốc hoặc uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc, khi vào cấp cứu thường trong tình trạng rất nặng với các biến chứng như suy gan, biến chứng tim mạch. Khi người bệnh nhân cảm thấy là mình tự uống thuốc thấy đường huyết nó xuống đơn giản như thế và người ta tạm hài lòng, và vì vậy và khi biến chứng nó đến đa phần là nó không hồi phục. Chính vì vậy mà khi người ta tự kiểm soát đường huyết thì biến chứng người ta không kiểm soát được, và khi đến nặng thì chúng tôi là phải chữa cái phần nặng đấy, và đa phần biến chứng của đái tháo đường là biến chứng phải điều trị càng sớm càng tốt, nếu càng muộn thì chỉ ngăn ngừa nó thôi, chứ để biến chứng của đái tháo đường nếu điều trị triệt để và đòi hỏi phải hồi phục lại hoàn toàn ngay từ đầu là hoàn toàn không thể. Khoa đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết Trung ương đang điều trị cho 50 bệnh nhân. Trong số này có khoảng 15% đến 20% trường hợp nhập viện do tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc lá hoặc người bệnh tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, không đi khám theo định kỳ. Trường hợp là bệnh nhân sẽ dùng những cái thuốc nam mà trôi nổi hoặc là thuốc lá không rõ nguồn gốc đấy. Thế thì ngoài những cái biến chứng mà nặng cấp tính bệnh nhân phải đi cấp cứu mà thậm chí nguy hiểm tính mạng rồi thì sẽ gặp có nhiều trường hợp khác. Hay gặp nhất trường hợp là bệnh nhân bị viêm gan nhiễm độc này hoặc là bị suy thận cấp do dùng các thuốc không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên là cái mức độ nó chưa nặng đến mức cấp cứu. Thế cái viêm gan nhiễm độc thì thường cũng phải điều trị rất là lâu, bệnh nhân mới trở về bình thường. Thế còn những trường hợp suy thận cũng vậy. Thì cái chức năng thận rồi nó bị giảm đi mà rất lâu dài, mà hầu như rất khó trở về cái mức bình thường trước khi mà điều trị. Ngoài ra thì còn có những cái tình trạng khác, ví dụ như là người bệnh tự ý dùng những cái thuốc mà có đăng ký, có sản xuất đấy nhưng mà không theo chỉ định của bác sĩ. Tức là bệnh nhân tự dùng. Thì nó xảy ra cái tình trạng là, thứ nhất là bệnh nhân sẽ có những trường hợp mà không phù hợp bệnh nhân, thuốc này không phù hợp. Không phù hợp thì nó cũng có thể gây những tác dụng phụ, vì thuốc nào cũng có tác dụng phụ nếu mà không dùng chỉ định phù hợp chẳng hạn. Thứ hai là bệnh nhân không đạt được mục tiêu kiểm soát về đường máu. Đấy, không kiểm soát được mục tiêu đường máu thì đương nhiên về lâu dài nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng. Thế còn trường hợp thứ ba nữa là người bệnh có thể chỉ đi khám một lần thôi. Thế sau đó người ta cứ cái đơn đấy người ta dùng hết tháng này đến tháng khác, thậm chí năm này năm khác, người ta không đi kiểm tra lại. Thì nó có mấy vấn đề như này. Thứ nhất là cái bệnh đái đường, kể cả đái đường type 2, type 1 cũng vậy thôi, thì nó là cái bệnh mà nó nặng dần lên theo thời gian. Cái thuốc ban đầu thì có thể đáp ứng, nhưng mà về lâu dài nó sẽ, cái chức năng tuyến tụy nó suy giảm đi và cái thuốc đấy nó không đáp ứng nữa. Các bác sĩ cảnh báo, đái tháo đường hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, dù là Tây y hay Đông y. Do đó người bệnh cần tỉnh táo, tránh tin theo các quảng cáo chữa dứt điểm đái tháo đường dẫn tới tiền mất tật mang. Chúng tôi cũng ghi nhận được một số phần lớn các bệnh nhân đái tháo đường đến với chúng tôi vì đường huyết cao, và trước đấy người ta đã tự ý điều trị bằng những thuốc không những thuốc mà theo dân gian hay những theo truyền miệng, hay người ta được mua thuốc không đúng chỉ định, hay được nhân viên quầy tân dược người ta bán thuốc khi nghe đường huyết cao. Đấy là những tình huống nói về phương diện y khoa của chúng tôi, nói luôn là đấy là những chỉ định không đúng. Một khi chỉ định không đúng thì nó sẽ đưa đến nhiều hệ lụy. Một trong những hệ lụy đấy là biến chứng gan và thận. Nó gây viêm gan do thuốc, nó gây suy thận do thuốc. Và bệnh nhân suy thận không biết và vẫn cứ dùng thuốc. Và đến vào đây, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường gặp những bệnh nhân suy thận và vô suy thận cấp do thuốc mà không đúng chỉ định bác sĩ. Và nguồn gốc của thuốc không được rõ ràng. Đến khi chúng tôi điều tra thì cũng không biết rằng viên thuốc đấy nó đến từ đâu và nó dẫn chất nó như thế nào. Đấy là một cái sai lầm rất đáng quan tâm. Và cái biến chứng đó, những cái sai lầm đấy, thành thật mà nói là có đe dọa đến tính mạng bệnh nhân, vì nó gây suy gan, suy thận.
Ngoài việc tuân thủ dùng phác đồ điều trị, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đi khám định kỳ theo lịch hẹn để được làm các xét nghiệm cần thiết. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng tới cơ sở y tế để được thăm khám. Trước khi uống thêm thuốc để điều trị bệnh lý khác, cần thông báo cho bác sĩ để tránh tương tác bất lợi của thuốc.